nước xong. Làm gì vậy? Thì tao thấy mày ngồi thẫn thờ nên định cho mày ít hưng phấn đấy mà. Sặc nước vào mà chết lăn đấy, kiểu chỉ nuôi thì có hương khói là làm gì có hưng phấn nữa. À, nhưng mà có chuyện gì thế? Hôm qua quên gọi điện cho mẹ à? Rồi. Hay là quên gọi cho chị? Rồi. Thế đầy đủ hết rồi, có thiếu ai đâu. Hôm qua ấy, tao đã xin chúc mừng 20 tháng 10 tiên. Mà nhận được đúng một dòng chữ. Thế là đã xem. Thế thì cũng đáng suy nghĩ thật. Để vào anh hoàng hôn nắng chiều, anh gọi tên cảm giác đó là yêu. Những phút bên cạnh nhau, ước muốn cho ngày sau sẽ được yêu và yêu rất lâu. Hãy nhìn. Đâu? Nãy mày suy nghĩ gì đấy? Mày làm gì vậy? Tao đang nằm nghỉ. Mày đất mà mày bị điên à? Ủa thế mày thấy tao đang hết đất sao mày còn hỏi? Mà giờ nã ra mới tỉnh hẳn đấy. Thế mày tập thể dục làm gì vậy? Có gì đâu, tập luyện sức khỏe thôi. Thế mày chuẩn bị đánh nhau sao vậy, sức khỏe à? Còn căng hơn cả đánh nhau á. Tao làm gì? Chuẩn bị yêu. Yêu? Ui nhanh thế á? Mà yêu thì làm gì phải rèn luyện sức khỏe á? Mày không nhớ thằng Đức nói cái gì à? Bây giờ ấy, 18 tuổi là được đi nghĩa vụ quân sự, mà đến 21 tuổi thì mới được cưới vợ. Thì tức là cái việc cưới vợ nó còn căng hơn cả việc đánh nhau. Chính vì thế ngay từ bây giờ cái tập luyện sức khỏe ngay từ giai đoạn yêu chuẩn bị cưới vợ chứ sao? Ồ đúng vậy, tao thấy mày yêu vào mày lớn hơn hẳn đấy. À không, ý tao là do mày đớp thính nhiều quá nên mày lớn hơn hẳn đấy. Mày điên à, thính cái gì mà thính. Tao là tao thích Nhi thật lòng. Hôm qua là Nhi nó chưa tạo cho tao cơ hội. Trời đất, tao chả hiểu cái khái niệm về cơ hội của mày là gì. Phải đến 96.69% ấy là Nhi nó bật đèn xanh cho mày. Cái gì mà cái gì nhỉ? Nếu tớ là người yêu cậu thì tớ phải có quà to hơn. Còn đi chơi nhau cả ngày 20 tháng 10 cả. Nói chung là nếu mà nó không thích mày ấy thì chả có lý do gì để làm như thế cả. Thật á? Thế bây giờ tao phải làm gì? Thời gian này ấy, mày phải bám sát ngay Nhi cho tao. Để tạo lại cảm giác ấy, lúc nào mày ở bên cạnh nó. Đấy, lúc cái Nhi buồn, lúc Nhi vui, lúc Nhi tức giận thì phải luôn có mày bên cạnh. Đấy, mày làm nó cho tao như thế khoảng tầm 3-4 ngày như cho tao. Sau đấy, mày lại nghỉ 1-2 ngày. Đấy, theo sự nghiên cứu của tao ấy, thì trong lúc đấy cái Nhi nó luôn thấy mày bên cạnh. Tự nhiên mày lại đi đâu mất 1-2 ngày ấy, thì tạo cảm giác cho Nhi rất là nhớ mày, mày hiểu không? Đấy người ta gọi là chiến thuật cợt nhã. Chiến thuật đập nhã tình yêu. Thôi thế mà làm thôi, kiểu gì cũng thành công nhá. Thằng Đức nói đúng đấy. Bây giờ ấy, mày phải chủ động nói chuyện. Đấy, nói chung là chủ động nói chuyện mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong ngày bình thường, liên tục mấy ngày ấy tao. Nhưng mà tao ngại lắm. Cậu biết sử dụng máy này không? Tớ là dân kỹ thuật, tất nhiên là tớ biết rồi. Cho tớ chết nước lòng nhá. Đấy, không sao đâu, nó nốt tiền vào rồi. Tớ định bảo là máy này nó không trả lại tiền. Sao? Đúng là lừa đảo. Thế mà nó cũng bắt tớ mua hết 100.000 tiền nước luôn. Đó thì làm gì có đến 500 mà nhét vào chứ. Đang bực thì mất tiền đấy à? À không không. Đi theo tớ. Ơ, cậu ơi, cậu mua nước à? Đúng rồi. Cậu mua thử vẫn. Để em bọn tớ mua thử rồi. Khi gặp em từ giây phút đầu,
anh đã tin mình sẽ mãi của nhau. Dẫu khó khăn cùng qua, sánh bước trên đường xa, sẽ càng yêu và yêu thiết tha. Đấy, mỗi lúc còn 5 chai thôi. Bây giờ phải giữ hết phần của mình, không thì lát lỡ bán hết đấy. Đây là phần của tớ. Có lấy phần của mình đi. Ừ, không, tớ nó đọc được. Ơ, Long, mua tao 2 chai nước này đi. Còn tao cũng có 2 chai thôi. Thôi em nói trước đi. Thôi anh nói trước đi. Em nói trước đi. Thôi anh nói trước đi. Được rồi. Thế mày với Long là người yêu à? Là bạn đấy. Sao thấy mặt trang thì bọn em là bạn thôi. Còn Long thì bọn em là bạn thôi. Thế ông với cả Nhi đã là người yêu chưa? Ông trả lời xem nào. Nè, mày có tin tao cho cả chai nước vào người mày không? Em sợ anh nước lắm nên em chẳng cần nói cho anh ấy là em chơi với Long đâu. Có thấy nhân tiện lúc Đức nó về quê mấy hôm là hai đứa đi chơi với nhau à? Thoải mái nhỉ. À thôi không sao đâu, ở Đức nó hay lo xa ấy mà. Yên tâm, anh sẽ không nói là chúng mày có gì với nhau đâu. Anh đừng chơi em nữa, anh mà nói với anh Đức là chết em đấy. Vậy thì mày nhầm rồi. Anh mà nói với thằng Đức ấy thì mày không sao đâu. Thằng Long đây này, nó mới chết đấy. Thật à? Thật chứ sao không thật. Này nha, thật theo nghĩa đen luôn đấy. Đám ma này, thắp hương này, chôn cất này, đầy đủ hết. Nhưng thôi yên tâm đi, anh là anh không nói với thằng Đức đâu. Nhưng mà khi nào thằng Đức nó lên ấy thì hai đứa đi chơi với nhau ít thôi. Nó mà điên lên ấy thì anh với thằng Dũng không làm được gì đâu. À, hôm qua anh Đức gọi cho em bảo là anh với anh Dũng góp tiền rồi nộp tiền nhà của anh Đức luôn nhá. Mấy hôm nữa anh Đức mới lên cơ. À ừ rồi, tí về anh nói với thằng Dũng. Vâng, mà hôm qua em thấy cái anh con chủ nhà đến đòi tiền mà em sợ quá. À, đấy là chị ấy, không nhìn giống cho anh chị đó thôi. Nhưng mà thằng Dũng nó nói chị ấy là người... Ê, Dũng! Ừ, mày lên lúc nào đấy? Tao vừa lên, lên thì thấy cái khuôn mặt thẫn thờ của mày đấy. À, mọi người mong mày mãi. À mà có mang quà không? Mang quà không? Ơ, quà đây. Đây, khoai này. Rau đầu canh này. Ờ, ngon. Mắm muối đủ. Ô, hết này. Ô, có mắm cơ. Ô, sao mày mang nhiều đồ đến thế? Đây là gạo nữa. Ờ thì tao cũng muốn mang đâu. Nhưng mà mẹ tao cứ rúi bảo bắt tao mang đi đấy. Mẹ tao bảo ấy, ở quê ấy, bố mẹ ăn gì cũng được. Nhưng mà lên thành phố thì cái gì cũng phải mua bằng tiền. Thế là cứ bảo tao mang đi ấy, rồi ăn dần dùng dần. Lúc đầu ấy, tao ngại mang đi lắm ấy. Nhưng mà giờ ấy, có gì tao mang đi hết. Mình nhớ mấy cái cảnh mà cuối tháng ấy, chẳng có gì ăn ấy, thôi hôm nay nhân về quê cứ mang có gì mang hết lên. À, nghĩ lại bố mẹ mình ấy, dành cả đời cho mình ăn học ấy. Mà ăn nọ nhiều môn quá, nghĩ lại thấy ân hận. Mắt mình cay cay. Cái cay, cái cay củ cải của mày ấy. Mày biết cái cay thế thì mày cố gắng mà học đi. Suốt ngày thế này. Ơ mà thằng Đông đâu rồi? À thằng Đông lại tân gái gì? Tao biết ngay mà, bọn mày yêu đương dành cho bọn trẻ trâu chúng mày thôi. Suốt ngày nói chung là bọn mày lo học hành đi. Anh vừa lên, tặng em quà 20 tháng 10 này. Mà đang đấy. Mà anh bảo ấy, hoa hết làm cái gì? Ngày 20 tháng 10 ấy, cứ tặng cho các cô gái vài cân khoai là ok hết rồi.
đúng không? Em thấy hợp lý không? Đúng thế anh ạ, em thích quan điểm của ba đấy. Mà Hảo đang làm gì đấy? À, em chuẩn bị lấy nước ra rửa thịt anh ạ. Đúng rồi, ở trên này thịt bẩn lắm, vì thế phải rửa kỹ trước khi nấu ấy. Mà hình như em rửa thịt hơi kỹ sao, sao nước đục thế này? Dạ vâng ạ, em đổ ra đâu thế đấy anh ạ. Em rửa thịt sai á. Cả một sóng bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Ai dạy em rửa thế này bây giờ? Ơ thì em nghe thấy bảo là phải rửa thịt trước khi nấu ấy anh. Đây, em vẫn vớt được thịt lên đây này. Trời ơi, đành rằng là phải rửa thịt. Nhưng đây là thịt xay mà, có ai rửa thế này bao giờ đâu. Mình đi chợ ấy, thì trước khi mình mua thịt về ấy, thì mình phải bảo với người ta ấy là phải rửa thịt đi, sau đấy mình mới xay, em hiểu không? Về sẵn nấu luôn, ai lại thế này bao giờ ấy. Trời. Thế à? Ôi, em định làm gì đấy? Em định đổ xuống ao cho cá nó ăn anh ạ. Giờ thì ăn làm sao được nữa à? Thôi rồi, anh có cách. Mày cho anh cái này nhá. Đến đây được rồi, tớ qua trong này có tiền một chút. À, tớ cứ vào đi rồi, tớ ở ngoài này chờ cậu cũng được mà. Nhưng mà, tớ đi làm việc quá ấy. Thời gian này, mày không được để cho đối tượng nào tiếp cận với cái Nhi, hiểu không? À, thôi, không sao, cậu cứ vào đi, tớ chờ được mà. Thôi cũng được, cậu vào trong này nhìn tớ nhé. Nhi, tớ nói hoàn thế nào? Ai nhờ, dạo này Nhi học hành biết bát lắm, được môn nhiều cực kỳ luôn. Dạo này em yêu đương nhanh nhất lắm phải không? À không anh nhờ, Nhi không yêu đương nhanh nhất đâu, Nhi yêu 4 năm anh một lúc thôi mà. Thế nên là bây giờ học hành nó mới biết bát như thế đấy. Anh ơi, em có chuyện gì trước ạ? Lát nữa em sẽ giải thích mình sau, có hiểu không? Dù sao cậu cũng phải biết là cậu đang nói chuyện với ai chứ. Thế đấy là ai thế? Anh họ của tớ đây. Đây là anh họ của cậu á? Tớ là thằng nào tán cậu. Chết rồi. Làm sao bây giờ? Thôi được rồi, lần sau đừng có thế nữa đấy. Nhưng mà tớ có biết đấy là anh họ cậu đâu. Cậu thử nghĩ xem, tớ mà đi nói chuyện với những con trai khác ấy, tớ lại đẩy cậu đi cùng chắc. Ê, đợi tớ với. Cái ăn gì đấy, cho em ăn với. Thôi em đùa đấy, em đi học đây. Cũng bị ngộ ấy nhở. À thôi, hôm nay nhân cái đại tiện là 20 tháng 10 ấy, các bạn bận rồi ấy. Hôm nay tớ sẽ nấu cho các bạn một món, đấy là món canh cải giải nhiệt. Canh cải có thịt. Đúng không? Tuyệt vời không? Đúng rồi, từ mới từ quê khác là trông cải thiện hẳn luôn. Thằng Đức này tâm lý đấy. Tâm lý quá chứ lại. Nhân cái vụ mình nấu này, các bạn hãy xây xóa từ cái vụ góp tiền 20 tháng 10 các bạn gái nhá. Mày điên à? Thôi, mình ăn vợ ấy. Thôi. Cũng được. Nhưng mà mày có ăn miếng thịt nào trong này nữa. Thế thì tốt quá, Vậy tốt quá. Ý tớ là về quê mấy hôm ăn nhiều quá rồi ấy. Thôi bây giờ để các bác ăn cũng được. Tớ ăn cơm với lại trứng hấp được rồi. Các bạn ăn đi cho nóng. Ăn đi. Chào các bạn vừa mới xem xong tập số 3 của mì tôm. Hôm nay thì bọn mình muốn nói với các bạn là sắp tới offline rồi ấy. Thì cái video này coi như là thông báo thôi. Còn lịch thế nào thì các bạn hãy theo dõi ở tập 64 nhá. Tập 64 sẽ có cái thông tin chính xác hơn rất là nhiều. Các bạn chuẩn bị đi, cái tâm lý đi.
Dự là ngày 15 tháng 11 là sẽ online FM TV. Các bạn nhớ đón xem nhá. Và không có điều gì nữa ngoài cái là các bạn hãy like và share, subscribe và mình nhớ hơn nhá. Thế thôi nhỉ? Thôi 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 th